nhân đã chung tay góp sức ngày hôm nay. Toàn bộ số tiền quyên góp ủng hộ này, chúng tôi cam kết sẽ chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm kịp thời giúp đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn, gia đình bất hạnh đang gồng mình trong cơn bão lũ. Xin trân trọng cảm ơn. Trọng tài bắt buồn quá. Trọng tài bắt mà nó buồn, nó bảo quên nó chia đá này bây giờ. Không bảo quên tao, không như này bao giờ. Bảo quên mày khác, bây giờ mày làm cái khác. Quên tao, cái khác. Không được vào, không phải. Nửa bước thôi.